Hello, xin chào các anh em. Hôm nay mình xin chia sẻ với các anh em một video là chụp ảnh ngược sáng. Thì những cái video này mình có làm rồi, nhưng mà những cái lần trước mình làm thì mình không vượt được tiếp được cho anh em. Bữa nay mình đi chơi gặp sẵn thì mình quay cho anh em coi luôn. Cho nên cái điều kiện quay còn không được tốt, mình xin nói trước với anh em luôn. Tại vì mình tính là đi chơi thôi, cho nên khẳng sẵn gặp điều kiện thuận lợi thì mình thấy vậy mình quay luôn. Cho nên khi mình quay thì lại không có người cầm máy để quay. Cho nên giữa mình và học trò mình đã tự chụp và tự quay thôi. Thì trong cái video mà anh em coi sắp tới đây mình mở qua cấp động video đó, thì anh em coi nó sẽ không được đẹp mắt cái lắm, nhưng mà mình hy vọng là anh em sẽ thấy những cái phần mà quan trọng nhất á, cái phần tốc độ khổ độ ISO và cái hướng chụp, cái view chụp anh em sẽ thấy rõ. Còn trong cái video hẳn cái cảnh bị dơ gì thế nào nào đó thì anh em bỏ qua cái phần đó cho mình nha. Tại vì khi gặp phong cảnh thế này thì mình phải nắm bắt nhanh gọn thôi, chứ nếu mà không kịp thì mặt trời sẽ lặn mất tiêu. Cho nên là mình không có đủ thời gian để mà kiếm một góc sạch sẽ để cho anh em coi được rõ ràng hơn. Mình xin nói trước cho anh em thông cảm với mình điều này. Và trong video này thì mình đã có hình, có thể mình sẽ úp hình lên cho anh em tải về luôn. Hình này của mình làm mẫu rồi thì tải về coi luôn. Và trong phần cuối video thì mình sẽ giải thích thêm một chút cho anh em hiểu thêm luôn. Vừa coi video vừa có hình để giải thích. Rồi phần cuối cùng nữa là phần sau, là nếu mà anh em thích thì mình sẽ chia sẻ cách chỉnh màu với cái ảnh hoàng hôn như thế này luôn. Nếu mà anh em coi những cái hình mà mình đã đăng lên Facebook, hoặc là mình đăng lên chỗ nào đó anh em coi, hoặc là mình đăng cái hình này trên kênh dưới cái link luôn, anh em tải hình về nếu mà đẹp, anh em thích cái màu này thì muốn anh mình chia sẻ thì mình sẽ làm một video sau để kế tiếp. Thì bước đầu tiên thì anh em sẽ vào để anh em vào cái mục, bây giờ anh em vào cái mục xem video ha. Mình sẽ đóng cái phần là thì ở đây anh em có trước coi thì anh em coi sơ qua khúc này nè. Đây mình có chụp được mấy tấm như thế này. Đây là những tấm trong video mà mình đã chụp này, cảnh này hai tấm này nè, là cái view khác nhau, một tấm là muốn sáng và một tấm muốn tối là như vậy. Đây thì một tấm ảnh này mình không có đèn và tấm ảnh này có đèn, thì trong video mình có nói rõ luôn. Anh em coi sơ qua một cái lượt hình này đi ha. Đây, anh em có thích cái màu này không thì anh em nói cho mình biết ở dưới video luôn, comment vô luôn. Nếu mà anh em mà nào mà mình thấy anh em comment nhiều, trên 10 anh em mà đã yêu cầu cái màu, làm cái màu này cho anh em thì mình sẽ làm cái video. Còn nếu mà anh em một hai người thôi thì mình nghĩ là để dịp khác mình sẽ làm. Còn nếu mà anh em thích video này mà anh em muốn làm cái màu này cho anh em luôn thì anh em cứ bình luận hoặc comment dưới cái video, và anh em share ủng hộ để ủng hộ mình nha, share và like ủng hộ mình luôn ha. Anh em coi qua một xíu đi rồi trước khi vào cái video. Tấm này thì học trò mình làm mẫu, mình bấm tấm này thì học trò mình bấm. Ok anh em quay lại video nha. Hello, xin chào các anh em. Hôm nay mình đi chơi nhân dòng tàn chơi, gặp cái cảnh bữa trưa này hơi đẹp, sẵn mình quay video cho anh em coi chút, và lát nữa mình chụp cái ảnh ngược sáng một tí cho anh em coi luôn. Thì anh em coi cái cảnh này trước đi ha, để mình lấy nét cho rõ nét này. Đây, tại mặt trời sắp lặn rồi, mình quay phim xong anh được cầm máy vô không biết có nó xuống nữa. Đây bây giờ anh em coi cái toàn cảnh nha, giờ mình sẽ mở máy lên xét cái máy trước. Anh em coi bản xét, bây giờ mình xét máy theo cái toàn cảnh này nè, không có đèn nha anh em, chụp không có đèn thôi. Rồi anh em thấy thì cái nhiệt độ cao mình tăng lên là 7.000 để cho hắn mượt cái mặt trời, và mặt trời mây hiện tại không mực xanh lắm mà còn không đỏ lắm, chỉ có là màu đỏ của mặt trời thôi. Cho nên mình đẩy ra nhiệt độ cao 7.000 cho chắc ăn. Rồi anh em quay qua cái phần tốc độ khổ độ đi. Thì bây giờ mình muốn tối luôn, muốn tối luôn thì mình để F 16 đi, F 16 tốc độ lên 400. Rồi chụp cho nhanh hơn tối tối. Rồi cái hai ISO lên 200, ISO 200 để cho mục đích những cái vùng tối hắn đẩy lên cho mình. Rồi bây giờ anh em coi chụp thử tấm hình nha. Ở đây anh em coi là đây là mình đi có hai anh em thôi, thì ở đây là học trò của mình, thì hiện tại là đang đứng có hai người, một người cầm máy quay, một người cầm máy để chụp. Thì bây giờ mình đã quay ngược lại cho học trò mà anh em thấy hồi nãy, thì anh em đã thấy mây rồi. Bây giờ mình đứng mình chụp thử anh em coi nha, thì để mình đưa cái máy quay cho học trò mình quay cho anh em thấy rõ hơn xíu này. Ok, chào các bạn, giờ tên là Mẫu và đây là mình đang bắt đầu chụp nhá. Mình chụp cái tấm này đẹp cho anh em xem nhá. Các bạn anh em chịu khó xíu nhá, mình nên chụp một tay à. Rồi ok, đẹp luôn. Rồi cái tấm trước á, cái tấm trước này anh em coi, tấm này nè, và tấm này đi. Tấm này nè, hơi tối này, bây giờ mình muốn ý đồ mình muốn á là cái mặt trời này nó nằm ngoài cái nhà này, bây giờ mình muốn có hưởng thì muốn mặt trời này dính vào cái tòa nhà này.
Bây giờ cái bố cục máy của mình á phải để làm sao đó cho cái nửa mặt trời này vô cái tòa nhà này. Bây giờ mình chụp là một tấm nữa, bây giờ mình muốn sáng lên thì mình giảm tốc độ lại xuống còn 250. Sáng này. 250 rồi. 250 để cho ánh sáng lên và hắn đánh vào cái tòa nhà đó, đánh vào tòa nhà để cho ta hưởng. Rồi anh em coi tiếp thường này ha. Đây anh em coi bây giờ mình muốn chụp cái kiểu mà như thế này này nha. Tại giờ cái máy quay của mình quay cho anh em thấy luôn đó, cái máy quay bây giờ mình đang bố cục cái này thì rõ ràng cái máy chụp hình của mình cũng bố cục theo cái khung hình này này. Vậy còn lại mình đặt cái nhân vật vào mình chụp thôi, đứng chỗ nào mà mình thấy sạch sẽ mình chụp này. Anh em thấy không? Đó mình quay cái máy cái phim này. Mình đang quay rõ ràng mình đứng giờ cái địa điểm qua rồi. Mình đã giờ qua bên tay phải của mình để cho cái tòa nhà này che nửa cái mặt trời. Mình đứng qua mình chụp. Đó bây giờ anh em coi chụp ha. Để mình đưa học trò mình quay tiếp để coi chụp này. Rồi ok anh em ơi, giờ đang phải di chuyển người ra đây để cho lấy cái nữ này xíu nữa à, tại vì vẫn tăng khẩu độ cũ nhá, tốc độ cũ nha anh em nhá, mình hai tay đang bận quá không lấy. Rồi ok là vẫn khẩu và tốc giữ nguyên nhá. Anh Thái đứng đây này, Thái ơi. Rồi ok đứng vậy đi, tí có rửa cho anh tí nữa anh ơi, bước sang bên phải tí nữa. Rồi ok đứng vậy đi. Rồi ok anh em nhá. Rồi anh đi. Rồi. Rồi bật đèn lên cho sáng đi. Rồi anh em đợi xíu mình bật đèn lên cho nó sáng nữa ha. Nếu mà có đèn xài ha. Anh em coi đó nè. Anh em coi đó nè. Đó bây giờ mình muốn có đèn thì mình bật đèn lên luôn. Bây giờ mình gắn đèn vào được không? Anh em vô đi. Anh em vô luôn hả? Anh em mở bật lên cho sáng đi. Mình xài đèn vô cho sáng. Cái ảnh lên. Anh em đợi mình xíu nha. Rồi anh em coi tiếp. Bây giờ mình đã... Bây giờ anh em mà muốn chụp tối như vậy thì để hiệu ứng như vậy á thì mình chụp không gắn đèn rồi. Bây giờ mình muốn cho ảnh sáng lên thì mình gắn đèn vô. Để anh em coi đèn này. Ngày nay mình gắn đèn vô thì mình xài cái đèn như anh em đã thấy rồi. Ở cua đốc mã đây. Cua đốc mã này. Đó. Mã này. Anh em coi tiếp, anh chụp cái đèn mình để 1:1 phải không? Tối nó mới không thấy đâu. Rồi zoom ra cho thấy. 1:1 anh em thấy chưa? Thấy rõ ha. 1:1. Rồi cái tốc độ hiện tại giờ mình lại hạ xuống cho nó sáng lên, cho nó sáng cảnh lên. Tại vì khi mình đã muốn chụp sáng này rõ ràng thì mình mới cần sáng thì mình mới giảm tốc độ lại còn F11 và tốc độ nó là 160. Còn cái nhìn UK khi mà mình muốn chụp như vậy mình muốn ép màu đỏ luôn thì mình ép, còn không thì mình nhả lại tùy anh em ha. Cái nhìn UK tùy anh em thôi, cái phần này là tùy anh em, muốn thích màu mây xanh thì mây xanh, còn muốn màu đỏ thì tăng nhìn UK, nhưng mình đang để thì hiện tại mình đang để luôn. Bây giờ cái phần nhìn UK thì anh em hãy coi lại đi, muốn thích cái nào chỉnh. Còn cái phần này mình đã cho anh em thấy này, là mình khi có đèn với mình muốn mây sáng và có hiệu ứng đó, thì hiện tại mình nói xong là mây lặng rồi. Bây giờ anh em coi chụp nha, coi chụp đi ha. Ô, hiện tại là ở đây, giờ bố cục phải giờ anh em, tại vì giờ hơi lệch mất chiếc này, đứng góc của đối đây thì không được à. Máy mình đang hết tay lên nhất rồi. Anh em thông cảm đi nha. Rồi ok nhất rồi đấy. Rồi ok. Rồi đứng vừa giữa đây đi anh ơi. Rồi anh em xem nha. Rồi ok. Xích khăn này cho em xin lùi sang. Rồi ok đào luôn. Rồi ok. Đấy ok anh em xem ảnh này. Đây là ảnh. Anh coi đi coi dở đấy. Rồi ok. Xem ảnh lên trực tiếp. Anh em thấy rõ ràng không? Khi mà anh em có đèn vô. Còn cái phần view, ví dụ như bây giờ ở đây mà. Ví dụ như cái phần view ở đây là anh em thấy mình đứng mình che cái mặt trời không, bây giờ mình muốn đổi cái view có rõ ràng thì mình đứng ở đây chỗ này để cho cái cảnh nó thoáng ra thì anh em dời nhân vật đi đó. Và cái máy mình lúc này không cần phải chia lên nữa mà chụp bình thường cân bằng cái máy thôi. Bây giờ mình chụp là một tấm mà giờ cái nhân vật mình qua bên này, tòa nhà bên này anh em coi ha. Anh em coi thêm tấm này. Ok đi thôi anh Thả đi, anh cứ để vậy thôi, đi. Rồi sang đây xích. Không, anh cứ thoải mái đi, sang đây. Anh cứ sang đây đi, em đứng nhìn anh chỉnh, bây giờ anh chỉnh thôi, bố cục lấy đẹp rồi. Rồi, chờ tí nha, nào, 2. Rồi. Ô, từ từ, vô nợ người, vô nhà tí. Rồi, ok, đẹp luôn. Rồi. Đây, các anh em. Đó, anh em tiếp tục coi đi, hai, đó thấy chưa? Bây giờ mình diễn thấy nha. Đó cái phần còn lại hiện tại là mình để tốc độ 160. Đó đèn đánh vô đủ mặt mình. Đó, mây lên luôn, rõ ràng. Đó mình muốn. Ok. Đó.
Anh em thấy rõ ràng ha, cái hình này thì anh em có thể về nhà anh em mình bỏ vào máy tính thì anh em có tiếp tục coi coi hướng rõ để phân tích thêm nữa. Còn cái cảnh ở đây thì hắn dơ giấy mình không thể nói được, mình nói cho anh em hiểu hiểu được cái ánh sáng mà khi mà chụp ngược nắng như vậy ha. Ngoài cái việc mà anh em đã canh được mặt trời và còn là bố cái người làm sao cho nó thoáng để anh em chụp vào tấm hình anh em coi góc độ cho người, đừng có đứng vô cái đầu của mình ngay tòa nhà mà đứng địch ra một góc nào đó, bên này hoặc bên này đó cái tầm nhìn, thì còn lại cái này cứ diễn là đẹp thôi anh em, chụp này là quá tuyệt vời rồi. Ok, mình hy vọng cái video này sẽ giúp đỡ được anh em thêm rõ ràng hơn. Với những video trước là anh em đã thấy những video trước mình không có đi cơ hội mình đi ra ngoài để quay như vậy được, thì anh em coi cảnh ở đây hiện tại là tối rồi thì nó đang trời, cũng là khi chụp cái này lên chụp cái này là vì vừa kết hợp trời nữa anh em ạ, chứ không phải đơn giản là khi mà gọi là thuận cái điều kiện mình mới chụp được tốt như vậy thôi, thì người ta hay gọi là giờ vàng này, giờ vàng này đây. Thì ngoài cái điểm anh em gặp cái giờ này rồi, còn lại cái kỹ thuật của mình nữa thì cái kinh nghiệm của mình nhìn view, nhìn góc và cái ánh sáng mà mình muốn hướng nào thì anh em quay góc độ. Đó, hồi nãy tấm đầu tiên anh em coi là mình để cái mặt trời hắn nằm bên kia, hắn rời ra cái nhà. Còn tấm này mình muốn cho hiệu ứng thì ở đây hiệu ứng này nó đã nhẹ rồi. Thì anh em coi thêm trong cái video mình sẽ đưa thêm những tấm hình hiệu ứng mà mạnh lúc mà mạnh. Tại vì lúc này mình lúc đầu gió mạnh quá, mình quay video hắn ồn rất là ồn. Cho nên anh em coi anh em thông cảm về cái phần âm thanh nha. Ok, đến đây là mình nghĩ anh em đã rõ rồi. Để về nhà mình sẽ mở ra hình ra mình coi cho rõ ràng luôn. Mình sẽ đưa up lên anh em coi phân tích rõ ràng hơn. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em một video khác ha. Xin chào các anh em. Thì như anh em đã coi qua cái đoạn video là rõ ràng như vậy rồi. Thì mình hy vọng anh em sẽ kiếm một cái mẫu thật đẹp và canh một cái giờ thật tốt để ra đây trải nghiệm thử phải đúng như cái mình đã nói hay không, để anh em trải nghiệm được rõ ràng hơn, nắm bắt hơn. Để khi mà gặp điều kiện này anh em sẽ tập tốt hơn. Thì như mình đã nói, mình sẽ chia sẻ anh em cái phần mình giải thích thêm một chút ở trong này. Thì bức ảnh mà anh em coi trong này thì chụp lúc này là không sao đẹp. Ở đây anh em không sao đẹp. Thì cái ảnh gốc nó rất là tối như thế này. Nó hơi bị tối là vì mình muốn ép cái này về. Thì với những thời loại này mình muốn chụp ảnh ngược sáng thì mình càng đóng khẩu xuống tối như vậy nó mới có hiệu ứng mạnh như vậy này. Đó. Rồi thí dụ như anh em mà máy anh em mà để cái khẩu ví dụ như mình muốn F16 đi mà không đủ thì có thể mình F18 ép hết cái cỡ, hoặc là anh em ép hết cỡ mà F22 hết cỡ rồi mà không có đủ tối như thì anh em tăng cái tốc độ lên thành 400% gì đó thì nó sẽ tối xuống thôi. Thì bây giờ hình này anh em coi hai tấm này đây. Đây hình gốc này. Anh em coi thì lúc đầu đằng mình quay cái cảnh anh như mình đã nói ở trước video là nó bị dơ thế này. Nhưng mà mình không có đủ thời gian thì cái hình này ở đây. Đây, khi có đèn vô thì mặt rõ ràng nó đủ sáng, mình zoom lên cỡ này cho anh em coi rồi rõ ràng rồi. Thì với bức ảnh như thế này anh em chụp mà ảnh cưới hay ảnh couple hai người thì quá tuyệt vời rồi. Thì những ảnh này thì cái lens nào cũng được, mình nghĩ là tại vì toàn là đóng khẩu không à, chứ phải chụp xóa phông đâu, cho nên cái lens nào anh em chụp cũng được hết trơn á. Rồi thì để qua đây anh em thử bung cái hình này ra ngoài Lightroom như thế nào anh em coi thử luôn ha. Rồi. Anh em có thử luôn rồi mình sẽ Lightroom. Rồi lại đang mức độ luôn tôi. Rồi. Đây. Có lên không vậy trời? Anh em đợi mình xuống này lên. Ok. Thì vô đây anh em coi mình cân chỉnh lại một chút thì ánh sáng màu sắc mình đã mở cho anh em coi rồi đó. Cái này không báo sao đây. Quảng cáo thì những Lightroom quay về từ đầu luôn, không thấy gì hết. Mình tắt cái này đi, tắt các anh em đợi mình xuống nha, mình mở cái mà mình tại vì mình có lưu catalog cho nên mình sẽ mở ra được đây, hình như catalog này đây. Anh em đang đợi xíu để coi thêm ha. Rồi anh em thấy bức ảnh này, bức ảnh mà anh em chụp thấy sáng đó, thì mình đã cấp lại như vậy. Mình đã cấp bức ảnh lại như vậy để cho nó sạch sẽ đi. Thì như mình đã nói anh em rồi, cái đầu video mình có nói anh em thích cái màu này thì mình chia sẻ bên thêm. Thì ở đây trong cái Lightroom là mình chỉnh tới đây thôi. Ra Photoshop mình sẽ làm ảnh trong lên thêm theo muốn ý muốn mình. Thì phần này mình sẽ chia sẻ sau với anh em nếu mà anh em thích cái màu này. Bắt cái gì đó. Rồi, anh em coi cái file gốc một chút đi ha. Mình bấm reset lại đi. Này.
Khi mà có đèn vô thì mặt mình đã ok rồi, đã lên sáng đủ, đủ như vậy rồi. À. Đó. Thì mình cũng đã nói trước bây giờ anh em, ví dụ như bây giờ cái cảnh ở đây thì anh em nhớ là sắp xếp cái nhân vật, ví dụ như anh em để ý như cái được bây giờ trước mình có nói rồi, mình đã chụp cũng cảnh này luôn, cái khu vực này mà cái điểm góc khác và cái người khác thôi. Nhưng mà khi anh em lưu ý là chụp những cái cảnh như thế này thì anh em sắp xếp cái người làm sao đó đừng có để vô dính vô cái những cái cây này, để con chim, con chim cái cảnh, tức là cái người đầu mình giống anh em, con chim một cái nhân vật mình tôi thôi, để cho anh em cứ lựa, ví dụ như lựa cái người đứng qua góc này đi hoặc là góc bên này đi, họ chụp cái hướng chỉa máy lên sau cho nó cao một chút là được rồi. Còn cái tấm này mình muốn chụp tối luôn, thì ý đồ anh em mình nói là lúc anh em coi video là anh em thấy có đèn vô rồi nó sáng lên, thì anh em muốn làm cái màu bình thường cũng được, hay là muốn ép, ví dụ muốn màu bình thường thì anh em có thể kéo màu này về thôi, thì mình thích thôi chứ không có gì cả. Đây thì mình thích cái màu bình thường, anh em có thể kéo về đẩy sáng lên cũng trong lên bình thường thôi. Nhưng mà cái hình này mình làm nguyên một suột của nó luôn, còn bức ảnh kia là mình chụp tối không có đèn hay không có đèn. Đây các bạn này anh em coi, giờ mình đi set lại anh em coi ảnh gốc hắn luôn. Đây khi mình chụp không có đèn thì cái tấm này là để mở tốc độ lên, có kỹ lại có đây tốc độ lên là tốc độ nó là 4 400 và F16 ISO 200. Thì như mình hay chia sẻ anh em là khi mà mình đẩy đóng khẩu tối như vậy thì những vùng mà tối đó nó bị gắt, nó bị bệt, cho nên mình đã đẩy ISO lên 200 để cho những cái vùng tối này nó nhẹ nhàng lên. Rồi thì tấm này mình muốn tối thì mình chụp lên tốc độ như vậy thôi, hoặc là các bạn có thể đóng khẩu lại cũng được nữa. Còn cái tấm này coi lại, tấm này khẩu bao nhiêu, tấm này có đèn thì như anh em đã coi video đã thấy rồi, là F11 này, tốc độ 160 này. Đây, thì anh em đã rõ ràng rồi, thì mình chia sẻ thêm cái phần là anh em lấy cái view làm sao đó cho nó sạch sẽ cái bức ảnh của mình. Thì cái lúc mà trong video này mình đã thấy là không có kịp thời gian, không kịp thời gian để mà quay cho nó sạch sẽ và nó tưởng tượng anh em coi được đẹp mắt hơn, thì mình đã nói là anh em thông cảm cho mình phần này rồi. Còn những tấm này thì từ từ mình sẽ mình chưa mất công chỉnh rồi mà chỉnh lại nữa. Rồi mình đang indoor đó, lưu lại máy đang nặng, anh em đợi xíu nha. Đây, khi mà anh em chụp những cái này thì anh em đóng khẩu xuống thì rõ ràng cái độ trường ảnh, cái độ màu được ở đây mây lên sẽ nhiều hơn. Tại vì anh em có thực tế là mình cái lúc này là xuống chiều cũng yếu rồi. Bỏ lại mùa này là mùa Tết, mùa xuân rồi, nó không có mạnh như mùa hè đâu. Nếu mùa hè thì nó sẽ vàng lên trong đỡ hơn. Khi mình chụp mùa vào mùa hè thì nó sẽ đỡ hơn cái này nhiều. Thì cái màu này anh em mình vực như đây thôi, sau đó mình ra Photoshop thì mình đã lưng nó lên tông hơn, tại vì mình chỉnh trong Lightroom chỉnh như đây thôi, không cần chỉnh nhiều. Anh em coi khi mà hình ra ra mình làm thêm cái bước là hai cái bước là Photoshop nữa thì ảnh sẽ đẹp hơn. Đây. Thì ảnh này các bạn anh em chụp thì không bị gì đâu, không bị noi bị nát gì đâu, nó rất là đẹp. Đây. Thì với cái suy nghĩ của mình là thì sao mình nói cho dễ anh em. À, vì đôi khi những anh em không thích là những người bạn khác, không những người nào không thích những màu này, không thích những loại thì họ bỏ là không đẹp. Thì mình có bao nhiêu mình chia sẻ anh em hết bao nhiêu này, như bức ảnh như thế này thì rõ ràng là toàn bộ mình chọn ảnh là cái người nhân vật của mình đứng né cái này đó. Ví dụ bức ảnh này anh em có thể cho người đứng ở chỗ này nhìn qua bên cái này cũng được nữa, đứng chỗ này này đó, nhìn qua bên cái phần hướng này cũng được, là tùy theo anh em ý tưởng anh em mà muốn thích thôi. Nhưng mà mình chia sẻ là đừng có để cho cái người chìm vô cái phần đó. Như bức ảnh này mình muốn bắt cái mặt trời đó. Đó. Thì rõ ràng là ở đây anh em toàn bộ là thấy khi mà mình chụp như vậy thì cái cảnh lãng mạn như thế này là chụp sạch sẽ đẹp hơn. Rồi đến đây thì mình nghĩ là rõ rồi, vì những cái video trước mình đã chia sẻ với anh em rồi, thì video này mình bổ sung thêm cho anh em thấy rõ ràng cái video và tốc độ khổ độ thôi, nó thấy rõ ràng như vậy đó, anh em lưu ý thôi. Mình mong rằng trong cái video này anh em sẽ hiểu rõ hơn, và mình nghĩ chắc là anh em sẽ có được những bức ảnh đẹp giống như vậy, kiếm thêm một người mà độ đẹp nữa, thì hy vọng là chắc chắn sẽ ra đẹp thôi. Chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở một cái video khác, và hôm video hôm nay cũng là gần Tết rồi, cũng chúc sức khỏe anh em luôn. Rồi anh em nhớ share và like cái video của mình nếu anh em yêu thích, và anh em yêu quý mình thì anh em ủng hộ mình bằng cách là comment ở dưới video và share video này cho mọi người cùng tham khảo, và những cái video khác cũng vậy luôn. Xin cảm ơn anh em.